Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác đã trở lại với Đồ Gỗ Sáng Trang. Em Sáng rất vui và vinh dự bởi vì bộ ghế Minh Đế chất liệu gỗ hương nào màu vàng chanh của em Sáng đã được một bác tin tưởng và mua hàng các bác ạ. Rất tuyệt vời bởi vì em Sáng làm rất nhiều các bộ Minh Đế rồi. Đấy, mỗi một bộ Minh Đế một chất liệu khác nhau, nó tạo nên một cái giá trị riêng các bác ạ. Và trước mắt các bác đây là một bộ Minh Đế chất liệu gỗ hương Lào màu vàng chanh các bác nhé. Thì hiện tại bây giờ là bộ này em Sáng đang kê tại cái cửa hàng showroom nhà em Sáng. Hàng còn để nguyên mộc, thì sau đây em Sáng sẽ cho chuyển bộ này sang xưởng của em Sáng ở sau nhà các bác nhé. Ở bên này là cửa hàng, thì em Sáng sẽ chuyển về sau nhà để hoàn thiện dần cho một bác khách các bác nhé. Anh trai anh B đi, anh B giúp em lên xe gái rồi chuyển. Ok nhá, em cảm ơn. Đấy, các bác thấy không, rất tuyệt vời. Hiện tại ở cơ sở đồ gỗ Sáng Trang còn rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp. Rất mong những sản phẩm như thế này được quý vị anh chị em mình yêu thương mình đón nhận các bác nhé. Em Sáng thì có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Hương Mạc, Phủ Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh các bác nhá. Đây, trước mặt các bác đây là một trong những chiếc kệ tivi vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo. Chiếc kệ này là chiếc kệ hồng chất liệu gỗ cẩm lai vô cùng cao cấp và xịn sò các bác nhá. Đấy, em Sáng đang trong công đoạn hoàn thiện dần đánh giấy giáp các bác ạ. Đây, anh trai còn chiếc đôn và một chiếc ghế nữa. Đấy, sản phẩm hết sức tuyệt vời. Hiện tại ở cửa hàng em Sáng hiện tại còn một vài món đồ hàng tự do. Đấy. Đây là một bộ Minh Đế 10 món các bác chơi đồ, các bác chơi cho em bộ này rất tuyệt vời, đã được em Sáng hoàn thiện trên nền tảng đánh xi trần vân tự nhiên. Bộ 10 món này sẽ bao gồm một đoạn 4 ghế 4 đôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy không, hết sức tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Sản phẩm được đánh xi trần tự nhiên, các bác cảm nhận này. Đấy, hàng bên em Sáng thì các bác cứ đến cảm nhận trực tiếp luôn. Đấy, nói gì thì nói nó phải thực tế các bác ạ. Đấy, anh trai cho nó cái ghế lên. Đấy, mỗi một xưởng nó đều có một công đoạn riêng các bác nhé. Đấy, xưởng hoàn thiện thì em Sáng sẽ đẩy về bên sau nhà các bác ạ. Đấy, có cái kệ tivi kia thì em Sáng cho một thợ đánh trước nhà thôi, còn toàn bộ là hàng em Sáng sẽ đẩy về sau nhà hết các bác ạ. Rất tuyệt vời và rất mong những sản phẩm như thế này được quý vị anh chị em mình yêu thương mình đón nhận. Và một lần nữa, Đồ Gỗ Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.